Xin chào cả nhà nha, đã đến với kênh Lê Nga Vlog nha cả nhà. Mấy ngày thì Lê Nga cả nhà biết không, đi ăn lễ quá trời luôn, quá trời lâu luôn. Lê Nga, Dạ, em xin chào cả nhà mình nha, đã đến với kênh Lê Nga Vlog. Hôm nay hai chị em lại giăng lưới cả nhà. Hổm rày em về em ăn lễ đâu khoảng chừng 4-5 ngày vậy đó. cả nhà thấy Lê Nga đi ăn lễ mà em điện cháy máy không nghe cả nhà, ăn gì dữ không biết nữa. Rồi chào cả nhà đi em. Ủa, em chào chưa? Em chào Chưa đó em, bữa nào ăn lễ là em cũng quên chưa á. Rồi em xin chào cả nhà rồi. Em chúc cả nhà mình nó một ngày mới thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe cả nhà. Em mời cả nhà theo hai chị em coi hai chị em giăng lưới bữa nay có cá không nha cả nhà. Bữa nay thì tụi em sẽ tranh thủ lại đây cả nhà. Nước mới vừa lên tới nha, ngay chỗ cái chỗ cũ mà bữa hổm dính con cá anh Điêu Hồng quá bự luôn đó. Thì bữa nay tụi em sẽ giăng ở chỗ này tiếp tục. Rồi bắt đầu lên ngay sẽ giăng rồi cả nhà. Bữa nay Lê Nga quyết chí là giăng biệt vô gốc này cả nhà, tại vì mấy anh cái Linh, em cái Linh gì đó, cứ vô đường trong gốc hết đó. Bữa nay Lê Nga nhớ là đem cái dao theo để mà về dọn dẹp đó. Em thì em ngồi em bơi xuồng thôi nha, em phụ Lê Nga thôi. Cái này là công việc chính của Lê Nga mà, Lê Nga giỏi mà. Đúng không? Đây cả nhà tụi em mới qua thăm, gọi gọi nó chạy vô đó rồi đó cả nhà thấy kìa. Còn không, cá bự lắm cả nhà ơi. Mời cả nhà thấy, để em quay cho cả nhà xem nè, cái bong bóng nè, nó mới quậy đây nè. Ê, cái phao chìm nha, còn không, còn không? Còn phao chìm hình như cá đen đen, cá đen đen nha. Đâu, hồi hộp nha cả nhà, cá bự lắm nha cả nhà. Dục phi nha. Ôi, dục lên xuồng liền mà. Đó. Đừng muốn động, đừng muốn động. Trời ơi, hên quá cả nhà ơi. Dục lắm. Dính thêm cái dặm nữa nè. Dính thêm dặm. Đây. Đây, tụi em mới qua tới thì tụi em gặp nó giật cái phao liền nha cả nhà. Không chị lúc đầu chưa giật chị. Thì lúc mình mới qua đó, là tụi em qua tới đây thì nó cái phao thì vẫn còn nổi cho cả nhà, nhưng mà mới vừa quay qua thì nó giật giật cái phao liền, là coi như đạn cá này mới dính nè, mới dính thì luôn nè, mới dính đẹp. Để thêm nó, thả lưới thêm vòng nữa, nó vô thêm vòng nữa cho chị mà nghĩ lên liền là nó sẽ giục ra. Tụi em thấy nó nổi nổi bọt nè cả nhà, thấy nó giật qua đây nó nổi bọt là tưởng đâu là sảy rồi cả nhà, nhưng mà hên quá chưa sảy nè. Ồ, bữa nay lên nhà đâu lên nhà. Lên nhà lâu lâu nghỉ rồi cái đi làm lại cũng vô mánh nha. À, Lê Nga trước khi ấy đã dọn cái chỗ này để nhà để cá đó. Rồi giờ ngắt cái gì để cho nó dễ. Nữa tạc tạc nữa phải không? Tạc tạc. Nó đi trong gấp không, nó đi khôn quá. Chứ không tạc tạc là cái như con này sao mà gỡ được. Rồi nó tạc rồi đó. Tạc rồi đó. Lê Nga làm cái banh lưới chân nè. Kìa kìa. Ở trong đó em thấy gì nó lên tim đó nha. Nó cái nhà thấy không? Nó đẹp dữ lắm mà. Lên tim đó. Tưởng đâu chứ. Thấy cái tim nó xa quá tưởng đâu ruột rồi. Gặp quậy nó dính lưới nó quậy dữ lắm cả nhà, nó giật giật phao dữ lắm nha. Ừ, để xuống đây xuống. Máy. Máy. Ừ, đúng rồi. Bữa giờ để chị muốn nước cho cưng nha. Cảm xúc cho cưng nha. Đó, cái nhà thấy bự không? Đen thùi lùi luôn. Rồi. Thì tụi em mới thăm cái tay lưới bên đây nha cả nhà. Thì bây giờ tụi em sẽ bơi qua sông để thăm cái tư lưới bên kia. Cứ bơi qua bơi lại hoài. Là chuột của tụi em lên đó nha. Vòng một nó cũng lên theo luôn. Đâu vòng một đâu. Cái nhỏ hả em? Bởi gì đâu? Ừ, nhỏ quá à. Cái này là coi như mình giống như mình tập á, tập cho vòng một cái cơ nó lên. Nè đây cả nhà, thì tụi em đã dính được một con cá đầu tiên nha. Trước mắt là được nồi con chua rồi. Bữa nay tụi em khỏe rồi đó nha. Rồi tụi em sẽ bơi qua sông. Nó cả nhà giờ mình cứ sung sướng rồi cứ bơi qua bơi lại. Bơi qua bơi lại hai bên. Lưới hai hướng. Em nó cãi em. Ủa sao nước rộng nữa vậy? Rộng đâu? Chảy ra nè. Nó đạp dưới đó đạp sao quặng sao quặng sao quặng. Nghe em cãi em nè. Bên đây mở dở bên đây không có cá em đánh nó nè. Em quánh nó nè. Ôi, cái nào cái ôi, nào? Ôi. Cái nào cái nào? Ôi ôi.
con cá bự, tại không thấy, tại vì em không thấy cái lưới nó dịp giật cả nhà. Em không thấy đâu. Bữa nay cá nãy to nè trời. Hên là cá nó thương em, sợ chị quýnh em. Với cá dảnh ở đây sao ưa dính cá dảnh ta? Giờ mình xếp lên. Nước lớn làm giờ thôi, nước lớn làm đâu, cá dảnh đâu? Ồ. Có nè cả nhà. Ủa xong giỡn cá dảnh luôn. Giỡn nè. Hồi nãy là lúc tụi em văng lưới trên nhà thì thấy ở ngoài này nè một con cá nó màu vàng. Như lên nghe nó cá đưa hồng mà bự hơn cá đưa hồng bữa hổm tụi em bắt nữa đó, là phải hơn cứ gửi trở lên. Tại vì cá em bắt không được, tụi em bắt không được thì tụi em nó bự. Thì nghe nó bự hơn cá bữa hổm mà em không thấy nha. Nó quận đó, nó bay lên luôn cả nhà. Nặng nặng gì không? Gì giá bay gì giá? Cá gầm, cá gầm. Tào lao không phải. Cá gầm bởi. Không phải. Đó, cá mè, cá mè, cá mè. Cá mè cả nhà. Hồi đấy em thấy nó tỉnh thì em thả nó nghe cả nhà, tại vì nhỏ quá mình cũng không ăn được gì đâu. Không có gì đâu ăn. Cá nhỏ xíu à. Giữ lại khi lớn mắt. Nhà ơi. Phải cái dồ hay cái xác hả? Dồ hay xác? Cái dồ. Cái dồ dính cái dồ cả nhà ơi, mà cái dồ nó béo quá. Bữa nay em moi cho nó sống à. Đi ngang mà nằm xuống kêu này không biết em ổn không đâu. Đâu. Mắc hai kỳ. Đây. Thành quả của tụi em thì mới dở ra đầu tiên thì được nhiêu nha. Rồi còn tiếp tục vô chấm nữa kìa. Cái tay lưới thì nó dài lắm cả nhà, tới 29 mét luôn mà. Có nha cả nhà. Em gì đi, em gì đó ơi. Em gì vậy? Em Bà Linh. Em Bà Linh à? Em gì đó, ồ, hai em cả nhà, hai em Bà Linh nha. Còn ở trong đó hình như có nữa đó, bà Nga. Bà Lê Nga. Ủa rồi hai đứa nào cũng bà rồi, đứa nào cháu. Hai đứa ngang ngửa mà, hai đứa ngửa nhau. Ở nhà thấy cái gì mà em chảy chảy không? Bà nào, cái dũng nước nó chị, lúc nào em cũng vậy đó. À, không biết, chị không biết thì chị thấy nước chảy chảy thì chị nói thôi, chứ chị có biết gì đâu. Đây. Nói chung là em đi xuống đây là cái mình em không giờ khô. Sao vậy? Thì sao mà xuống mà sao mà nước là nhiễu dữ vậy? Bơi qua bơi lại, tấp qua tấp lại. Lê Nga làm ông Dũng rồi. Lúc nào là nó cũng chèm bẹp. À, nãy là em quay không kịp cho cả nhà xem á, là cái tàu lớn qua cả nhà thì nước nó vô ngập chỗ này hết trơn nè. Đó. Tụi em mới tát ra đó. Ôi ơi, thấy giật giật đây, dở dở lên đây, dở cái này lên đây. Có không? Thấy giật giật nha. Cả nhà ơi, bây giờ thì em cởi cái áo lính ra nha cả nhà. Áo dân quân ra thì nó rất là mát luôn. Thì tụi em lễ này không được đi đâu cả nhà, thì giống như tụi em đang đi tắm biển. Đâu, đi nghe đâu. Đi nghe đâu. Ê, đi nghe nè, chị quay cỡ nào cũng không thấy em. Em đây cả nhà. À, cái xuồng này hiện nước nghiêng qua, nước nghiêng lại cả nhà, trời ơi, nó mát. Bé bọc, bé bỏng, bé ngồi, bé che luôn cả một vùng trời. Gì là bơi gì đâu mà chấm ghi á. Chó ngược vậy. Bé bơi tiếp tay Nga cả nhà. Tay Nga bơi hồi lai em ạ. Em sẽ bơi nha. En gì nè, em sẽ bơi gì nè. Bơi kiểu nha. Thôi đi Nga bơi nữa, đi lên Nga. Để hồi gối đứng gì. Rồi đây. Cả nhà thấy không? Đi mà Lê Nga cứ đầu quánh em hoài. Quá rồi. À, cái gì? Em xin mời anh đi về quê em sẽ lắc lơ. Rồi, đi về miền quê sẽ lắc lơ. Ủa đi là về, ơi đi về quê em không được hả? Mình mời về về quê mình mà. Đây. Nơi quê hương em có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thân tình dân tộc. Em xin mời Lê Nga làm gì, Lê Nga nói thì Lê Linh không nói. Em đi bắt cá. Giờ em chuẩn bị em đi dở lưới, thăm lưới mà em nói em đi bắt cá bộ. Em chắc là có cá. Em thấy nó giật cái phao. À nhưng em không thấy là giật phao cả nhà, nhưng mà em thấy nước ngay chỗ Lê Nga ra quá. Lúc nào cũng có. Ê. Cả nhà thấy chưa? Em đi bắt cá. Cả nhà thấy chưa? Nào. Xô này không xài giật đi, giật không có xô uống nước. Miền đã cười nè, cái này có dính này thì cái đầu là em ve ve Lê Nga nè, em Lê Nga bắt đầu nè. Ê hả? Đó.
trên môi vẫn nở nụ cười. À nụ cười nở trên môi. Cứ vậy chứ em tức ngày xưa sao mà. Sao? Ngày xưa gì? Không sao. Ngày xưa em như Kim Sáo phải không? Bây giờ thành câu khí giả. À, bây giờ em là đại bàng. Ngày xưa em như chim sao sống lâu năm thành con khí già. Chứ không phải con đại bàng. Không bà ơi. Rồi tụi em sẽ đi thăm dài dài nha cả nhà. À, trong một thời gian tụi em chờ đợi thì tụi em sẽ đi thăm nha. Tèn 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 dở lên coi. Đây cả nhà thấy gì không cả nhà? Nó trắng tát nha. À, rồi Lê Nga sẽ đi gỡ. Cái gì mà trắng trắng vậy Lê Nga? Cái xuồng này thì kiếm tức. Cái xuồng này không có người phụ cũng khó lắm đó nha. Em thì em không thể phụ Lê Nga được rồi. À, khúc này là khúc Lê Nga tự mình nè. Đó, cả nhà thấy chưa? Thấy vua mánh chưa? À, tụi em vài ngày cái tụi em nghỉ cái tụi em đi lại thì tụi em vua mánh nha cả nhà. Chứ mình mà đi hoài thì chắc mánh không vô nhiều. Không phải là nghỉ chê, trời nói chứ, nói cái giọng chảnh và đạt nghỉ. Chẳng có đi ăn lễ. Đi ăn lễ thì đâu có nghỉ ha, có đi ăn lễ không chứ không có nghỉ ha. Em về quê em trốn nắng của Cần Thơ mà em về trong vườn á em nắng muốn tét cái đầu. Em trốn nắng 10 ngày hả em? Trốn dữ vậy? Em đi về chổng chị biết em làm gì không? Một tháng có 30 ngày mà Lê Nga đi trốn nắng 10 ngày đó cả nhà thấy không? Ừ mà hầu như là cái kênh của em không có xuyên suốt nha cả nhà. Mắt đi trốn nắng hoài mà xuyên suốt gì được. Hầu như chị đi thiệt, quay chừng 5-6 clip, 60 clip cái ngân. Cái mắt cái gì, cái ngân, mắt ngân đúng không? À mắt ngân, cái ngân. Cái mắt, cái hứng lại, cái đi quay. À cả nhà biết sao mà đi quay hoài với Lê Nga thì em hứng, chứ Lê Nga mà hứng lại thì em hết hứng. Em xỉu. Tính Lê Nga hứng thì luôn. À mình đi quay hoài thì mình còn xiên cái nhà mà mình nghĩ cái mình làm biến lắm. Tại vì cái nhà biết thì sông nước miền quê mà nắng nôi rồi nó lạnh. Ôi cái gì giả? Em tưởng là cây dính ghê. Không ngờ nha cái nhà em gặp nó cứ kéo kéo nặng nặng em tưởng tao là dính cây không em cũng không quay nữa. Cây. Ai ngờ dính một em nha. Một em cá rô phi nha cả nhà. Ồ bữa nay ngon. Bữa nay ngon. Ngon được rồi, chua ngon. Ngon, hồi là phải hái ra thêm cái gì? Bông súng. Ủa, rau muốn. Rau muốn nha cả nhà. Thì ê, sẵn là mình hái bằng luôn đi. Được không? Được, nó chưa bằng luôn. Đáo đâu. Hái bằng hả? Ừ. Bữa nay biết ở nhà cái mình, cái đội make up người ta còn nhà không? Này, tụi em được thành quả nè cả nhà. Vô nha. Rồi tiếp tục nha. Vui nha. Tụi em sẽ tiếp tục nha cả nhà. Túc tiệp nha. Đó chị có không biết dở lên mới biết chứ em đố sao chị biết được, chị thấy nó gịch lại đó mà không biết ai gịch. Cái rảnh nha cả nhà, có nha Lê Nga đố em không biết cả nhà, giờ nước nó nhiều quá rồi không thấy giật gì chứ. Lục bình đó nè, nhiều khi lục bình nó giật không chừng nữa, trà nó giật không chừng. À, tới thời điểm này thì bắt đầu Lê Nga mát nha cả nhà, ướt mình mãi chừng đó. Ủa Lê Nga em làm gì mà mướt đồ Lê Nga, chị không hiểu luôn á. Ủa chị nè, chị dòm em tại gì tập thể dục suốt luôn á, chị lại đây thì chị hiểu chị vậy. Sao mà nãy giờ chị đâu thấy em phóng sông mương đâu mà sao ướt đồ làm sao? Thì chị cứ giúp em gì nè, chị cứ hoạt động tay chân tay. Sao này Lê Nga mà nghiêng qua cái thì đâu nước vô cái ướt mình, mát mát. Nghiêng lại cái ướt mình, mát mát. Ở đây nếu dính thì dính cá rất là bự nha cả nhà, thì giống cái rảnh nãy vậy đó. Đây. Nó bự dữ á. Có không, có không? Hồi nãy Lê Nga nói em vậy đó, nói ở đây là dính cá là rất là bự luôn đó. Thì đây nè, Lê Nga mới gỡ nè đó. Em bự dữ rồi đó. Để chị nghe quên kia. Thì bữa nay chắc tụi em cũng bị tai nạn nghề nghiệp đó cả nhà. Thì cái tay lớn chắc banh quá. Bây giờ Lê Nga phải lội xuống đây mà lặn kiếm đó cả nhà. Đây. Trời ơi, chạy nó dưới nguyên vô cái tre. À. Banh chành cái bẹ rồi. Không banh thì không banh đâu mà chịu khó về gỡ.
gõ gì nữa nghe, chị nghe tạc tạc mà gõ cho. Ôi đây đây, ai ai ai, để tôi đi, để tôi đi. Thòm bà. Hai đứa đâu có dính chùm được. Ai ra, ra, từ từ nghe nghe. Ê, chết mấy con cá. Sao đi, đi đi cũng được đó nè. Từ từ nha. Rồi giờ chị nghiêng đâu? Bên kia. Rồi. Em nghiêng đây để cho đi ngay lên đi cả nhà. Quan trọng lên lên được thiệt. Cái gì? Đây một thau nước. Đây một xu. Rồi đưa đi. Trời ơi. Cắm đầu thêm một cái ướt bít nữa nè. Cái nhà thấy cái xuồng của tụi em không đó? Trời ơi. Cái gì hoài nè, là rồi nói sao mà không không nực được. Không có đường nào nực chứ. Mát phải không? Có cảm lạnh không? Cảm sốt không cảm đâu. Ta coi chuyện giăng cá nha em. À, bữa nay tụi em đi hơi trễ, cái nhà thì nước nó lên rất là nhiều. Bởi vậy tụi em tới giờ phút này thì được có nhiêu cá rồi nha. Anh chắc tụi em phải về điểm thôi cả nhà. Chỗ này hết ngon rồi. Chắc chỗ này không ngon mà thêm banh tay lưới. Cái phút cuối mà còn bị chén. Nó nghe tạc tạc rồi đó. Cái nhà có nghe tạc tạc không? Cái nhà thấy một con thuyền đi ngang thì bé Linh sẽ tắt nước này. Đi ngang mới là em hết hồn cái nhà. Tự nhiên nước nó vô ào ào ào, không tưởng đâu có gì tới nữa. Hai chị em mạnh lấy lệnh. Thôi em đổ dữ rồi lên Linh Nga ơi. Ngực chị. Nó nghe là chị lại này nè, đang chấm dồn nước ra nè, cho nó dễ nè. Nó nghe nè, tôi mới lên đây bắt tôi xuống dưới nữa, thôi để tôi tát ở trên đây không được à. Giờ sao? Giờ phành cái gì? Ừ, người ta tát nước là phải tát gì đó. Cả nhà thấy không, tụi em này đi tắm biển cả nhà. Nó bữa nay thì tụi em nghỉ lễ tắm biển đó, mỗi bữa thì em không có tắm biển nha. Đề nghị lấy cái chân đàng hoàng. Anh nghe nè, nó căng căng khó tát. Cái nhà thấy nó ngồi căng... thẳng vô em coi ngồi gì đó xéo xẹo vậy nè. Nó cái nhà thấy nó căng căng khó nghe cả nhà, chúng phải dễ tát cơ hội cả ngàn năm cũng một cả nhà ơi, quý vị ơi. Nó nghe đây nha, được không? Chắc hồi lấy cái kéo em sởn cá cho quân miệng à. Ủa rồi cạn nước chưa? Rồi được rồi đấy, vậy thôi. Rồi thôi giờ em sẽ bơi qua cái chỗ mát cả nhà. Nó... Ê chị khòm lại, chị lấy em cái miếng mớp rồi. À, nó nghe là vậy là à, chị bị dụ phải giờ không thiệt lấy miếng mớp làm gì? Em lót cái hao. Thôi nói ra mất công thì nó hơi bị đụng chạm người lớn cả nhà, giống như mày lấy mày làm bà chấm 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 của mày. Nên chấm nhìn ta nói gì tế tế gì đó. Thôi về, giống như để em quét cái này nó quá rồi, quá nước rồi. Thôi gì vậy, cái gì vậy bà? Cái gì mà đẩy cam cho tôi không vậy bạn? Cho biết với người ta cơ hội ngàn năm có một. Bao nhiêu clip, ba mươi mấy clip của em mà chị hiểu không? Chị hiểu điều đó chưa? Hình như là 37, 38 clip chị rồi. 39 rồi, clip này clip 40 rồi cả nhà. Clip này clip 40 của Lê Nga thì em ăn mừng cái clip 40 Lê Nga. Em mặc đồ hơi mát mẻ chút thôi, giờ em đóng lại. Coi như là giống như người ta là 500 người đăng ký là... Là ăn mừng, 1000 lượt đăng ký, ăn mừng. Bật lúc kiếm tiền, ăn mừng. Có máy pin, ăn mừng. Em là bao nhiêu cái mừng là em gồm lại. À, bao nhiêu cái mừng em gồm lại cái một. Là clip 40 của Lê Nga. Là đây đó. Là calamen của em. Mỗi khi mà quay những cái clip của em đó nghe cả nhà. Đó, calamen nghe, nhìn kỹ. Cái là à, clip 40 Lê Nga, cả nhà ăn mừng clip 40. Là camera men là xuất hiện trên clip Lê Nga là nhiều cả nhà. Chứ thường thường là nhiều khi đi á, là em không xuất hiện cả nhà. Em nhiều khi là em chỉ nói thôi chứ em không có xuất hiện. Có những clip thì em xuất hiện chớp nháy thôi cả nhà. Gì vậy, gì vậy? Ô, trời. Cả nhà ơi, có cá linh nha cả nhà. Ngon ta.
Cái linh thì nó đi trong mé không mà cả nhà ơi. Cải em là cải thầy núi đè đó. Ai biết đó. Chị tính là văng ở đây qua bên kia cho nó mát. Chúng nữa. Giật bảy ba không em? Ai chị thấy có con cá gì nữa kìa. Hai con cá linh, con cá rảnh hay cả nhà. Chứ cái giò. Em mới tắt cam cái nhà thì con cá nó kìa. Ôi con cá. Một nồi. Mới ba con. Ồ nó mới ba con á cả nhà. Mà em không có kịp bắt máy quay nha. Bay qua cái đầu em. Ê bỏ này ra coi, bỏ cái đám này ra coi. Quá. Bởi vì nãy em mới kêu chị là phòm xuống cho chị lấy cho em miếng mớp là lý do gì đó chị? Thiệt không? Chứ không phải vụ chị hả? Không. Nó ở nhà thấy nhiều không nè. Anh Lê Nga mới làm lên một chùm nữa đó. Tẹt đây. Nóng bự. Bữa nay cá linh bự lắm cả nhà. Rồi tẹt nó nè, Lê Nga tẹt nó đó. Đó. Ngon chưa, ngon chưa? Ngon chưa, ngon chưa? Bữa nay một phan nữa. Một khoang xuồng. Bữa nay clip 40 của Lê Nga. Một khoang xuồng cá. Ồ, cá hay ghê trời. Một phan xuồng cá linh. Dạ. Khuyến mãi thì một con cá linh. Trong đó có một con cá linh 50 mấy ký luôn. Ê. Đâu gì ê chứ vậy? Đâu dữ vậy nghe? Dữ xong. Nó cả nhà thấy chưa? Đằng kia có chiếc đào ruột không mà sao dùng lưới vậy? Đây. Để cái dầm nghe, để cái dầm em hết thấy gì luôn. Em chỉ quay lên trên em thấy gì thôi chứ ở dưới là em không thấy gì đó. Đâu? Đã chưa cả nhà ơi, ba con nghe, một chùm. Ở đây thì nó dính chùm với cả nhà. Nó hàng chi nó giật lưới quá trời luôn mà. Đó. Dậy nè, cả nhà thấy tươi ngon không? Tụi em sẽ đi tiếp nha cả nhà. Lê Nga đã gỡ gói xong rồi đó. Xong dữ chưa? Gỡ gói tao lòng nha. Ôi ơi kìa cháu ơi. Ê con gì vậy? Ôi cá cóc mà nhỏ quá chắc nha. Em kêu Lê Nga để em bàn nội bộ cái nghe nha. Nga thôi cá nhỏ mình thả đi. Con cá cóc này nếu mà nó bự thì tới mấy ký cả nhà. Nhỏ quá mình ăn chi mình thả đi. Nhưng mà quan trọng là Lê Nga có đánh dãy không cái. Nó kêu cóc ở nhà nghe không? Ủa sao thả nhỏ đi mày? Ê đi. Em dính cá mà thả chị. Cá linh cả nhà ơi, cá linh nhiều quá nó dãy mà tới bên chị luôn rồi nè. Đã trời ơi. Lê Nga nó đang dính cá không thả được cả nhà, giống như là nó sẽ đi dính lại. Ồ chứ không phải nó đi thông báo. Không phải nó đi thông báo sao? Không đi dính lại. Nói tụi bay ơi, ở đó có cái lưới nha tụi bay. Có bẫy, có bẫy. Ừ tụi bay đừng có lại đó nha. Vậy là sẽ dính lại. Em sai rồi. Em đã sai rồi. Ôi ơi, cái cỏ. Ủa đâu vậy? Ấy đi nó nghe chị. Đâu? Đâu? Mẹ giật mẹ. Đâu? Ồ dính nhiều lắm cả nhà ơi, nó giật rồi. Em giật em có rảnh nha cả nhà. Em vẫn rảnh nha. Em qua đây nữa nè. Còn giật không? Cái đám lục bình quá trời quá đất rồi. Ai thương tình xin mua giùm cho em. Phải bằng dụng nha. Bữa nay á cả nhà. Trời, cái gì ở dưới đây nó nhớt nha cả nhà. Thúc tuổi. Bữa nay á là clip phải clip 40 không ta? Hình như là hôm nay á là clip 40 của Lê Nga thì caramel của Lê Nga xuất hiện nha cả nhà. Thì bây giờ á thì xuất hiện hoài luôn á. Không. Bữa nay là xuất hiện đặc biệt hơn. Lúc chị. Trước á là em xuất hiện chị. Ôi vậy bữa nay chị nín đi em nói cho mệt. Chị quýnh chị quýu bữa nay. Bữa nay caramel quýu. Cả nhà biết sao không? Ê em giả trong bạch bay. Chị cười hoài rồi lấy gì em nói được. Nói đi em nói đi.
coi như là bữa nay là cái clip 40 của em, ăn mừng cái clip 40 và sắp sửa hai đứa em được nhận lương nha, chưa biết chừng nào nha. Mà chưa biết chừng nào, cho nên bình thường calamen của em á là giống như sức hiện thì bình thường nhu mì bà ba có, bà tư có, rồi bữa nay là không có bà nào. Rồi cái gì nữa? Dân quân có nha, mà hôm nay là clip 40 đặc biệt của em, cho nên calamen của em xuất hiện với mục đích vũ sexy. Thôi bậy, em mà không phải là vũ sexy nha cả nhà, em là chỉ làm cho hơi mát mẻ chút, giống như là thời tiết bây giờ nó rất là nắng rồi. Thì ăn mừng kênh lên nha, thì bữa nay calamen xuất hiện hơi nhiều chút thôi. Thì thường thường á là hai đứa không có tắm chung được, nhưng mà bữa nay hai đứa lại tắm chung. Mai mốt á. Được. Mai mốt á, em sẽ đổi. Khi mà đi quay hai đứa thì em sẽ là người quay cho chị Linh, và chị Linh sẽ là người chết rồi. Người... chị Linh sẽ là người thay thế em chăn lưới. Thôi à. Uống nước bà nội. Thôi chị mới uống nước rồi đó. Bây giờ chị phóng lên nè, bây giờ leo lên mình lên nha, em phóng không nè. Được em bay cái đầu em vũ lâu lắm. Em bây giờ, nha. Bây giờ chị ê, bay đi điện thoại à, bây giờ cho chị bay xuống mà em cũng lên nha làm không nổi em cả nhà, chứ mai là em sẽ bay lên đây là... em bay một cái dù qua, nhưng mà giảm điếc lỗ tai. Bay qua đầu em. Em bị nước vô lỗ tai, điếc lỗ tai rồi. À, cái đó là quay ngược về tuổi thơ, là ngày xưa em chuyên môn làm chơi. Ủa rồi rút cùng rồi có tắm không? Tụi em không biết có tắm không cả nhà, nhưng mà bây giờ quậy nước á, thì nó đen thùi. Nó rất là đen rồi nha. Mệt quá rồi. Rồi tụi em tắm xong á thì tụi em sẽ đây, đi lên. Hai chứ bưởi mình bằng nhau. Ôi bậy. Cả nhà nên nhớ, mấy anh có coi clip thì nên nhớ một điều là như... trong thực đơn nhà Lê Kênh của Lê Nga và nhà Lê Nga không có xài tắc và xài mướp. Em khẳng định một lần nữa, không xài tắc và xài mướp, em chỉ có xài chết thằng kỳ thôi. Ước mình ước mãi ước đầu trần mát quá cả nhà ơi. Chị thấy cái kênh mà mình chọn săn bắt kìa nè, chị thấy hợp lý không? Mật ơi chị săn bắt bây giờ để em mỏi mắt. mà khi mà tới chừng mà mùa mưa thì em không biết săn bắt hay sao, thì em lúc đó em cũng đang gầu cả nhà. À, có ai mà yêu cầu em mò bắt cá thì em mỏi bắt nha. Ơi thôi nó chơi chứ tụi em lên cái nhà. Lạnh quá ơi. Ủa nãy Lê Nga tạm biệt cả nhà rồi hả cả nhà? Cái này là cái khúc ăn mừng clip 40 thôi nha, hồi nãy là tạm biệt rồi. Thôi tụi em về nha cả nhà. Nhưng mà không biết sao lên cái xuồng được nè. Đứng yên đợi. Sao lên xuồng được đây? Cầm cái máy đi. Cầm máy thì hoặc là em cầm máy chị lên trước. Mà nào cầm. Bây giờ hai đứa lên được được không? Không. Mà gỡ cái máy xuống sau. Thôi tụi em đi về cả nhà, lạnh quá. Tạm biệt cả nhà luôn nha. À, kênh Lê Nga mà bữa nay Caramel là xuất hiện là chỉ có nói nhiều và tạm biệt nhiều, nãy giờ tạm biệt hoài chưa về tới nhà. Đó bây giờ ghe gì chuẩn bị qua nữa đó cả nhà. Cái nhà sao thấy ghe nó qua thì sóng nó sẽ đánh nha. Đánh chưa hả? Trời này chị Vịnh nhé. Rồi ok. Một đứa đã lên được rồi nghe cả nhà. Rồi bây giờ tới thêm một đứa nữa nha. Rồi chị đâu đẳng, chị đâu đây là chị. Em sẽ lên nè cả nhà. Ở đây có cái cây mà Lê Nga không lên. Ai thấy đâu. À, tụi em đổi tụ rồi nha. Lê Nga tụ đằng kia, giờ Lê Nga cho em tụ đằng này nha. Thấy không, tụi lên ngon lạnh không? Đó cả nhà, thì thành quả của em với Lê Nga thì được nhiêu rồi cả nhà. Để Lê Nga lấy thành quả vô mới được, để tụi em ship đồ nghề vô cái. Đây hành lý ta mà không biết cái đờn cái bài đó luôn. Ủa không, sư phụ đó biết rồi nhưng mà không biết đờn đờn sao. Nào Lê Nga vô coi. Đây cô đếm là tiếng Anh đàng hoàng. One, two, chỉ phó phải xích swing họ sẽ biết này, từng nào phép biết tí thì biết nha. Mười đó.
ở đâu em đến tiếng Tàu nè. Ấy à, không em đến tiếng Lào nè, nừng xà. Ồ, không phải. Đừng cái nè. Không phải. Thôi đi, thôi đi, thôi đi. Anh lu bu quá, tiếng Tàu lu bu quá, thôi giờ em đếm tiếng Việt Nam mẹ chứ rồi. Rồi bụng luôn. Thôi nói chung là nhiều lắm, không biết đếm đâu. Bữa nay nhiều hơn bữa hổm nha, mà tại bữa hổm đâu có mấy con cá màu màu cam, màu hường nhìn nó sắc sảo. Nó nhiều hơn bữa hổm. Bữa nay nhiều lắm cả nhà. Đây gần đây một gỗ nha cả nhà. Bữa hổm lần gỗ yếu, bữa nay lần gỗ yếu. Hơi yếu yếu. Đây gỗ luôn đó cả nhà thấy không? Cá này vẫn còn sống nè, còn ngớp ngớp đó. Đây về tới nhà mình lỡ chết đó chị, tới nhà mình lỡ chết. Rồi ha, em chào cả nhà mình đi về đi nha. À, cả nhà biết sao không? Tụi em gấp gáp không cả nhà? Bây giờ cả nhà thấy cái bầu trời nè. Nó gần đổ một nắm mưa rồi đó. Nó cả nhà thấy tự nhiên tối tối thì sáng sáng không? Ghê không? Ghê không? Ghê. Thôi để Lê Nga chào cả nhà mình này đi về. Thôi giờ clip cũng vậy, em xin kết thúc clip tại đây. Kết thúc clip tại đây. Em hẹn cả nhà vào clip sau. Em mong cả nhà ủng hộ kênh Lê Nga Vlog. Em chúc cả nhà mình ngày mới thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Em bye bye, hẹn gặp lại cả nhà. Bơi 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 b